hôm qua tại triển lãm ô tô thành đô Trung Quốc, hãng xe kia đã chính thức giới thiệu mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ mang tên EV5. Được định vị như một phiên bản chạy điện thay thế cho Kia Sorter và lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc xe lớn hơn EV9. Xe sẽ được bán ở thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay, sau đó mới đến một số thị trường toàn cầu khác. Giá mở bán của Kia EV năm 2024 tại Trung Quốc giao động từ khoảng 526 đến 757 triệu được xem là phiên bản nhỏ hơn của mẫu xe điện EV6 cả về kích thước và giá cả. EV5 mang đậm vẻ đẹp của EV9. Dự kiến, EV5 sẽ xuất hiện trên thị trường toàn cầu. Thông tin chi tiết hơn sẽ được hé lộ trong sự kiện ngày khi F diễn ra, vào tháng 10 năm nay. Thiết kế của mẫu xe thương mại Kia EV5 đã giữ nguyên hầu hết các đặc điểm, từ phiên bản concept được giới thiệu cách đây vài tháng. Sự thay đổi nhỏ gồm bánh xe nhìn hơn với đường kính 21 in. Ngoài ra, cửa gió, cản trước và gương chiếu hậu cũng khác biệt đôi chút so với bản concept. Với chiều dài 4.615 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm, Kia EV5 có kích thước tương đương với Kia Sportage sử dụng động cơ đốt trong và ngắn hơn 135 mm so với đối thủ Tesla Model Y. Mục tiêu chính của Kia khi thiết kế EV5 là nhắm đến những gia đình thế hệ trẻ, đòi hỏi tính tiện dụng cùng với thiết kế hiện đại, tiện nghi và bền bỉ. Bên trong, nội thất của SUV này được tạo dựng như một phòng gia đình mở rộng dành cho thế hệ millennials. Điều này thể hiện qua việc ghế hành khách phía trước có thể mở rộng ra ngoài để tạo không gian tương tự như một chiếc ghế dài. Hệ thống chiếu sáng với 64 tùy chọn màu sắc có thể điều chỉnh theo chế độ lái và công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Bên trong xe, bố trí bảng điều khiển được thiết kế tương tự như mẫu xe EV9, tập trung quanh một bảng điều khiển duy nhất với màn hình kép cho cụm đồng hồ và giải trí vô lăng bốn chấu tích hợp nhiều nút điều khiển, trong khi các nút vật lý được sử dụng cho hệ thống điều hòa. Kia EV5 cũng có sẵn cổng USB-C kép, sạc không dây cho smartphone, ngăn đựng cốc và ngăn chứa đồ. Hàng ghế sau có khả năng gập phẳng, kết hợp với không gian chứa hàng linh hoạt với các vách ngăn. Giống như các dòng xe điện khác, EV5 sẽ sử dụng nền tảng EGMP. Mặc dù thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng thông tin từ Trung Quốc cho biết phiên bản EV5 dành cho thị trường này sẽ trang bị một động cơ điện đơn sản sinh công suất 215 mã lực và mô men xoắn cực đại 310 Nm chuyển động tới bánh trước. Mẫu SUV này cũng sẽ sử dụng pin li Thium Iron Phosphate do BID cung cấp. Tuy nhiên, dung lượng và phạm vi vận hành vẫn còn là bí ẩn. Kia cho biết, thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo khu vực. Dự kiến, Kia EV5 sẽ bán ra tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2023. Sau đó, nó sẽ lên kệ tại các thị trường khác.